Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành quyết định số 11 năm 2022 về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng trên một cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập tư thục, tối đa 200 triệu đồng trên một trường mầm non dân lập tư thục, tiểu học tư thục, lãi suất là 3,3% trên một năm, tức là bằng nửa lãi suất cho vay hộ nghèo theo hiện hành. Chính sách này được đánh giá là rất kịp thời và nhân văn. Tại Đà Nẵng, đơn vị quản lý vốn là ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã giãn ngân ngay sau khi vốn được phân bổ. Bày tỏ sự hạnh phúc và vui mừng khi nhận quyết định chính thức về việc được vay vốn ưu đãi với số vốn là 80 triệu đồng. Cô Ngô Thị Nhàn, chủ cơ sở mầm non Sao Mai, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà cho biết, các cấp ngành đã và đang quan tâm đến giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở tư thục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Theo đó, cô Nhàn đã xây dựng kế hoạch xây dựng vốn hiệu quả và đảm bảo trung thực. Sau khi mà được tiếp cận với nguồn vốn thì em sẽ mua các thiết bị đồ với lại sửa sang trong phòng học để cho nó thoáng hơn. Gần 3 năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, hệ thống cơ sở giáo dục mầm non tư thục gặp rất nhiều khó khăn do phải đóng cửa kéo dài. Tình trạng này khiến hàng nghìn giáo viên phải bỏ nghề, hàng nghìn cơ sở giáo dục mầm non giải thể. Thậm chí khi được phép mở cửa trở lại, nhiều cơ sở vẫn lâm vào tình cảnh khốn khó vì thiếu kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực chất lượng. Chính sách cho vay vốn lãi suất ưu đãi này được xem là một trong những biện pháp cấp cứu giúp hệ thống giáo dục mầm non tư thục sớm hồi sinh. Ủy ban nhân phường rồi các hội đoàn thể của ở chỗ tôi đang ở hướng dẫn tôi rất là nhiệt tình trong cái vấn đề mà để vay vốn, rất là vui và tôi cũng rất là phấn khởi khi được vay được cái lãi suất thấp thì chúng tôi sẽ trang trải mua sắm cơ sở chữa lại cơ sở vật chất. Theo quyết định, vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19, mua sắm thiết bị nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục để phục hồi duy trì hoạt động. Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng trên một cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập tư thục, tối đa 200 triệu đồng trên một trường mầm non dân lập tư thục, tiểu học tư thục. Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do ngân hàng chính sách xã hội xác định dựa trên phương án vay vốn và không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng, lãi suất cho vay 3,3% trên một năm, lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn. Tổng nguồn vốn của gói tín dụng ưu đãi này là 1.400 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu chính phủ thông qua ngân hàng chính sách xã hội. Thực sự là quyết định số 11 của Thủ tướng Chính phủ thực sự là rất có ý nghĩa đối với các cơ sở giáo dục trong thời giai đoạn này, đặc biệt là giai đoạn sau dịch. Thì phần lớn các cơ sở giáo dục mầm non khi lên liên hệ ngân hàng thì cũng rất là tha thiết và cũng rất là vui mừng khi mà được tiếp cận nguồn vốn vay này. Hiện tại với 11 cơ sở này với số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng là đã hơn cả nguồn vốn đang được phân giao. Thì về phía ngân sách cũng sẽ có báo cáo đối với ngân sách thành phố trong việc cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời đối với các cơ sở mầm non nếu có nhu cầu vay vốn. Có thể nói, quyết định 11 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kịp thời và nhân văn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, giúp các cơ sở nhanh chóng khôi phục hoạt động, thích ứng với tình hình dịch.